Dân mạng ngưỡng mộ Quang Linh Vlog khi quản lý trang trại trộm đồ đem đi bán. Quang Linh Vlog không chỉ tha thứ mà còn có quyết định đáng chú ý này. Gần đây, cộng đồng mạng, đặc biệt là fan hâm mộ của Quang Linh Vlog, được một fan bất ngờ kèm theo bất bình khi anh chàng chia sẻ câu chuyện đáng buồn xảy ra ngay tại trang trại mà anh đang đầu tư xây dựng. Và thủ phạm sự việc lại chính là người mà anh rất mực tin tưởng. Quang Linh cho biết, trang trại rộng 14 hectare của mình thường xuyên bị mất đồ. Sau khi điều tra thì phát hiện thủ phạm lại là người quản lý mà anh coi như anh em trong nhà. Ngay sau khi phát hiện, nam YouTuber đã bày tỏ sự thất vọng buồn bã khi bị phản bội lòng tin. Bên cạnh đó, anh cũng nhờ công an giải quyết vụ việc để làm biện pháp răn đe cho toàn bộ những ai đang làm việc tại trang trại. Tuy mất vô số đồ trong trang trại 4 tỷ, Quang Linh Vlog lại có động thái gây chú ý và xử lý đi vào lòng người khiến ai ai cũng nể phục nhân cách và con người Việt Nam. Mới đây, Quang Linh Vlog đã chia sẻ trong một video về chuyện anh bị kẻ gian trộm đồ khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Theo lời kể của chính chủ, người quản lý trang trại mà anh tin tưởng suốt một thời gian qua đã phản bội lại mình. Quang Linh Vlog cho biết, thời gian gần đây trang trại của anh thường xuyên bị mất đồ. Ban đầu, Quang Linh Vlog cũng không muốn làm lớn chuyện vì sợ đụng chạm lòng tự tôn của anh em làm việc trong trang trại. Thế nhưng mà gần đây, vào một buổi tối nọ, bảo vệ trang trại và cháu của Lindo đã vô tình bắt gặp cảnh quản lý trang trại lén lút lấy cắp bao xi măng trong kho để đem đi bán. Sau khi bị bắt quả tang tại trận, bảo vệ và cháu của Lindo đã báo ngay cho Quang Linh để anh kịp thời đưa ra biện pháp xử lý. Để giải quyết dứt điểm, lực lượng chức năng đã vào cuộc nên rất nhiều dân tình cũng đặc biệt quan tâm. Anh cho biết, mặc dù bị phát hiện nhưng người quản lý này vẫn không chịu nhận tội. Chính điều đó khiến cho Quang Linh vô cùng tức giận. Tôi muốn công an làm việc với người này và đưa cậu ấy lên đồn. Một người khác nhỏ tuổi hơn đã cùng cậu ấy ở đây để trông coi trang trại cho tôi. Tôi nghĩ họ đã mang nhiều thứ trong trang trại bán ở chỗ khác, nhưng cậu ấy vẫn không thừa nhận. Trong video đăng tải mới nhất vào tối ngày 13 tháng 12 vừa qua, Quang Linh tiếp tục cập nhật tình hình vụ việc nêu trên, gây chú ý khi thông báo mức hình phạt của kẻ trộm và khẳng định sẽ tha thứ cho người này. Nam YouTuber mở đầu, video ngày hôm nay tôi nói đến vụ anh quản lý công nhân và thanh toán tiền công nhân nhưng trộm những thứ trong kho đem đi bán. Tôi đã mời công an vào cuộc điều tra, có bằng chứng đầy đủ và phía công an báo lại cho tôi rằng sẽ kết án anh ấy 6 tháng tù. Mình nói từ từ rồi xử để mình nói chuyện lại vì 6 tháng thì nặng quá, nhưng đây là mức án theo đúng luật pháp bên này nhé các bạn. Người chú của nam công nhân kia đã đến tận nhà và xin hiện tượng mạng 9X tha thứ cho cháu mình. Tại đây, nam YouTuber giải thích rõ lý do vì sao nam quản lý bị bắt và chia sẻ. Anh ấy làm việc cho cháu, anh ấy đang quản lý người làm ở trang trại, công việc rất tốt, vậy mà còn trộm đồ nữa. Sau khi nghe gia đình nam thanh niên kia trình bày, 9X đã rút đơn kiện, quyết định cho người này một cơ hội để sửa sai. Trước tình cảm và thái độ chân thành của gia đình nam công nhân kia, Quang Linh hứa sẽ tha thứ. Bây giờ cháu sẽ gọi điện ra ngoài đồn công an, xin họ thả cậu ấy ra, sẽ không xử phạt gì nữa. Cháu làm điều này là vì chú và chị đây đã đến xin, cháu cũng trả tiền công đầy đủ cho cậu ấy. Trong video mới nhất, người quản lý cũ tên Nini đã đến gặp Quang Linh để xin lỗi về hành vi của mình. Đi cùng với Nini là người bác ruột cùng chị gái. Họ đến cho biết từ trước đến nay, anh chàng chưa bao giờ trộm đồ nên khi nghe thấy thông tin này cũng rất bất ngờ và buồn bã. Tuy nhiên, do bố mẹ của Nini mất sớm, anh chỉ ở cùng với bác và chị gái nên cuộc sống không mấy khá giả. Gia đình rất mong Quang Linh có thể cho anh một cơ hội tiếp tục làm việc. Theo đó, trước mặt nhiều người, anh quản lý đã thừa nhận hành động tự ý lấy đồ của trang trại là không đúng. Quang Linh nhẹ nhàng giải thích lỗi sai, đồng thời nêu ra quan điểm của mình về cách xử lý mọi chuyện. Quang Linh nói với gia đình anh quản lý, 20 tuổi rồi, đủ tuổi đi làm rồi, có công việc tốt mà còn suy nghĩ đến việc lấy đồ như thế là không đúng. Nhưng giờ cháu sẽ giúp đỡ em ấy một công việc mới, nếu còn tái phạm thì cháu sẽ đuổi hẳn luôn. Em, ý nói người quản lý, cùng với những người khác đều là gia đình cả. Cháu đến thấy em hàng ngày chỉ đi lên nương làm việc nên cháu cũng gọi em ấy về làm cùng anh em. Vì mấy anh em ở đây làm cùng cháu lâu rồi, ai cũng làm việc tốt, nên cháu tạo điều kiện cho gia đình cũng như anh em có một công việc ổn định. Trước đó khi phát hiện sự việc, Quang Linh và các thành viên khác đã có buổi gặp mặt, muốn người quản lý khai xem đã lấy những tài sản gì đem bán để anh đi trục về. Tuy nhiên, người này khăng khăng không lấy, buộc Quang Linh phải báo công an. Thế nên trong lần này, anh cũng mong muốn cùng nam công nhân kia ngồi xuống, nói chuyện để anh ta nhận ra lỗi sai.
Anh cũng hứa sẽ suy nghĩ đến việc để nam công nhân kia quay trở lại làm việc nếu anh ta thực sự hối cải. Biết được hoàn cảnh của người quản lý cũ, Quang Linh cũng đưa ra cách giải quyết thấu tình, đạt lý khiến nhiều người tán thành. Quang Linh cho biết, Nini hay bất cứ người châu Phi nào đang làm tại trang trại đều do anh nhận về tạo điều kiện giúp đỡ. Hơn nữa, bản thân cũng là một người có tính cách cởi mở, thích làm việc thiện, nên Quang Linh quyết định sẽ cho người quản lý cũ thêm một cơ hội. Quang Linh nói, từ trước đến nay, mình cũng biết anh này, người quản lý chưa làm gì xấu cả, chỉ duy nhất vụ việc lấy trộm hai bao xi măng đó đem đi bán lấy tiền. Nếu như những người khác, họ sẽ ngay lập tức đuổi, còn mình muốn cho anh này thêm cơ hội. Bởi ở đời, ai cũng sẽ có những lúc mắc sai lầm, chỉ là mình biết nhận ra lỗi và sửa sai như thế nào. Cho người khác cơ hội là cho bản thân mình cơ hội. Mình đồng ý cho anh ấy làm việc tiếp tục trong trang trại, nhưng không làm quản lý nữa, mà là một công việc mới. Không những vậy, điều khiến cho khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ là Quang Linh vẫn thanh toán đầy đủ 5 tháng tiền lương cho người quản lý cũ. Mặc dù trước đó anh đã vô cùng bực bội và thất vọng khi niềm tin bị đánh mất. Bên cạnh đó, Quang Linh còn cho anh chàng về nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày để ổn định tâm lý trước khi vào làm công việc mới. Cùng với đó, nam YouTuber xứ Nghệ dành nhiều thời gian để chia sẻ, nhắc nhở người quản lý cũ nên tu trí làm ăn, kiếm tiền để giúp đỡ bác và chị gái. Quang Linh nói với Nini, bác và chị gái là người thay bố mẹ nuôi em từ nhỏ, nên sau này làm được có tiền, em phải biết chăm lo cho họ. Có công việc ổn định, mình chỉ cần nghĩ cách làm sao, làm việc thật tốt, chứ đừng nghĩ trộm cái này cái kia để đem đi bán lấy tiền. Nghe thấy vậy, anh quản lý vừa nhận tiền lương đều đưa lại cho người chú ngồi bên cạnh cầm và không giữ lại một đồng nào. Kết thúc buổi nói chuyện, gia đình người quản lý vô cùng cảm kích sự vị tha của Quang Linh và hứa sẽ bảo ban con em mình cẩn thận. Cách giải quyết của Quang Linh nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ bởi có sức răn đe, nghiêm khắc nhưng vẫn cho người làm sai cơ hội để sửa sai, tạo điều kiện giúp đỡ họ có công ăn việc làm ổn định. Và xử lý này của Quang Linh nhận được rất nhiều sự đồng tình và tán thưởng của khán giả. Xử lý rất nhân văn, cách nói chuyện cũng rất chân tình và khéo léo. Cái kết đẹp của một câu chuyện không ai mong muốn thì cách giải quyết của Quang Linh. Đó là cái kết mà mình và mọi người mong muốn, cho người khác cơ hội làm lại cũng là cho chính bản thân mình. Rất cảm ơn Quang Linh đã rộng lòng tha thứ cho sai lầm của bạn quản lý. Vẫn trả tiền lương, cho cơ hội làm việc, người sếp mà ai cũng mong muốn là đây. Từ chia sẻ, giải bày, có cả những biện pháp răn đe, thật sự ngưỡng mộ. Mong bạn quản lý sau này khi đã nhận ra sai lầm sẽ cố gắng làm việc tốt hơn tại trang trại. Đúng là may mắn vì bạn ấy làm việc cùng Quang Linh nên mới nhận được đối xử tốt như vậy. Chúc cả team sẽ phát triển hơn nữa. Vừa qua, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi Quang Linh Vlog bức xúc chia sẻ thông tin trang trại có vốn đầu tư 4,3 tỷ đồng do anh và đồng đội dốc sức xây dựng bị kẻ gian là quản lý xứ kho tự ý lấy máy móc, vật tư đem đi bán. Sau khi phát hiện, có bằng chứng rõ ràng, Quang Linh đã trình báo công an châu Phi để giải quyết. Vụ việc đáng tiếc vừa qua xảy ra tại trang trại Quang Linh khiến cho người xem bức xúc. Vụ việc tài sản không cánh mà bay được team Quang Linh xử lý bằng cách trình báo công an. Sau vụ việc, Quang Linh và những người đồng đội đều buồn vì thất thoát về tiền bạc không đáng kể mà lòng tin mới là điều đáng nói. Quang Linh chia sẻ, đồ đạc không đáng bao nhiêu nhưng lòng tin mất rồi thì không lấy lại được, tiền nong không còn quan trọng. Quang Linh từ lâu đã nổi tiếng là ông chủ yêu thương và hết lòng vì bà con Angola. Thế nên vụ việc trên khiến cho mọi người bức xúc và cảm thấy đáng tiếc thay cho anh. Hy vọng rằng đây cũng là lần đầu và cũng là lần cuối trang trại của Quang Linh gặp sự cố như trên. Cách xử lý trong sự việc quản lý lấy đồ trộm của trang trại đem bán của Quang Linh nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, trong đó có cả thành viên của team châu Phi. Bạn nghĩ như thế nào về quyết định rút đơn kiện tha thứ cho người quản lý của Quang Linh? Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.